Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với channel của mình. Xin chào các bạn và quý vị đến tới channel Fox TV. Mình sẽ ở trong một khách sạn nghi ngờ có ma ám và mình sẽ tới hai địa điểm. Quay sao hết quay tao luôn rồi. Ok, quay lại tao rồi đó. Rất là đáng sợ mà người dân thành phố ở đó họ không muốn đến vào ban đêm. Nó hơi nguy hiểm một chút á, là tại vì cái thành phố mình tới á là sẽ không có người châu Á. Thành ra bữa nay mình đi á là sợ yếu tố con người là chính. Chứ về tâm linh thì hên xui. Mình với Vinh rất là háo hức trong chuyến đi này. Mình đã bỏ việc làm về sớm nè. Ngoài ra tụi mình có mua thêm vài món đồ nữa, đặc biệt là mang cái cây mà cái cây gì mà phang người ta coi. Một số bạn nói mình là mình mang theo súng rồi mang theo gậy gộc để chống trả nếu mà có ai đó làm gì. Thì súng mình đã mua rồi nhưng mà mình chưa lấy được cái bằng để mang ra ngoài. Có lẽ là những cái video sau mình sẽ mang theo súng. Còn tạm thời bữa nay thì chưa có bằng. Nên là tụi mình có chuẩn bị trước một số dụng cụ để bảo vệ. Để quýnh lộn. Để quýnh lộn nếu mà có trường hợp xấu nhất xảy ra. Đây cây này. Nếu mà có ai phan á thì tụi mình sẽ phan lại. Còn không thì nó cầm súng chắc bỏ chạy. Đúng không? Khi nào mình tới thành phố Sudania, nó gọi là Sudania, là một thành phố tên của Pháp. Mình không biết là mình phát âm sai hay là đúng nữa. Nhưng mà tới đó thì mình sẽ confirm sau. Mình với lại Vinh đang đi hết một nửa chặng đường rồi. Chỉ còn 30 phút nữa là sẽ tới thành phố Sudania, đúng không? Sudania. Càng đi vào gần tới thành phố, mình cảm thấy nó như là một cái thế giới khác ha. Ít người châu Á xuất hiện. Các bạn thấy không, đi vào cái thành phố mà nó giống như là mình đi vào một cái khu rừng vậy đó. Cái bên là bãi rác này kìa. Có thể là tụi mình là hai người châu Á duy nhất lạc vào cái thành phố này. Thành ra lúc mà mình quay phim á, có những góc tụi mình không thể quay rõ ràng được. Không nói là người ta kỳ thị mình nhưng thấy mình lạ, hiểu không? Người ta có cái câu hỏi, có sự thắc mắc là tại sao lại có hai người châu Á đến đây rồi cầm camera đi vòng. Thì phải là người ta thấy không thấy thoải mái chứ mình không với nó từ kỳ thị. Thành ra tụi mình sẽ hạn chế để camera trước mặt những người bản địa một cách tốt nhất có thể. Vào ban đêm thoải mái hơn, chắc chắn vào ban đêm ít người rồi. Thành ra mình có thể thoải mái mình quay cho các bạn nhiều cái góc cạnh của khách sạn. Nhưng ban ngày mình phải giữ một cái thái độ lịch sự khi bước vào khách sạn. Thì mong các bạn thông cảm. Tại vì ngoài vấn đề là an toàn, còn vấn đề nói sao ta? Vấn đề giữ cái sự danh dự cho người châu Á của tụi mình nữa. Tụi mình không muốn bị quá bất lịch sự đi. Thì đây là những căn nhà rất là cũ. Những người dân địa phương ở đây chắc chắn là họ thích có một cuộc sống yên tĩnh, không muốn bị người khác quấy rầy. Thành ra họ mới xuống cái thành phố này họ ở. Xa lắm thế này. Đúng rồi. Ở đây không có cơ sở thương mại lớn. Hồi xưa những cái building này nè là nó đã bị cháy. Sau đó người ta giữ lại, người ta tiếp tục người ta sử dụng nó. Mày thấy downtown sao? Rất là vắng vẻ. Nhìn thiết kế rất là cổ xưa. Tối này đa phần những cái trung tâm thương mại này là đều là của tư nhân hết. Họ làm nhiều đời trong gia đình rồi, họ duy trì tiếp tục. Both well kìa, hotel kìa. Tới rồi đó. Đây là một khách sạn có ma. Đó. Vô mấy cái chỗ cổ xưa nhìn nó cổ quái ha. Đang tiến vào trong khách sạn Bothwell. Mình cũng chia sẻ các bạn một câu chuyện luôn là mình đã gọi tới khách sạn này tổng cộng là 3 lần trước khi đặt phòng. Lần đầu tiên thì họ khẳng định khách sạn này là có ma. Tuy nhiên khi lần thứ 2 mình nói chuyện với người manager thì ông ta nói rằng khách sạn này không hề có ma. Nhưng mà rất là khó chịu. Vấn đề nhạy cảm mà không muốn trả lời. Thứ nhất nè, đây là cái khách sạn duy nhất của thành phố. Cho nên nếu mà họ công nhận rằng có ma đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề kinh doanh. Hiểu không? Và sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố, vì đây là cái bộ mặt của thành phố. Có thể đó là lý do mà họ phải cho mình một cái câu trả lời khác. Hi.
Hey, how are you? Check in, please. Let's say Nguyen. Mình sẽ quay hướng khác nha. So I'm here. Additional? Ask you a question. Yes. It is in this hotel has haunted? Not that I know of, but you can look around. Okay. I know your answer. Yeah. Thank yeah. you so much. Yeah. Mình vừa hỏi cái người tiếp tân là khách sạn có ma hay không, thì bà trả lời là không, nhưng mà bà nói rằng tụi mình sẽ đi xung quanh để tìm hiểu, đúng không? Thì đây là câu trả lời bỏ ngỡ, đúng không? Tức là ngỡ, đúng không? Tiếng Việt là vậy, đúng không? Ừ. Lầu 5. Đi đây đúng không? Dạ. 57 nha. Mình xin kể cho các bạn nghe câu chuyện của khách sạn này. Khách sạn này được xây dựng vào năm 1927. Với tên gọi là Bothwell, lấy tên của người founder khách sạn, tên là John Bothwell. Trước khi được thành lập khách sạn á, thì nó là một trung tâm thương mại và đồng thời cũng là một nơi để làm những công việc hành chính. Thì khoảng 10 năm sau thì nó trở thành khách sạn, và khách sạn này có tất cả là 109 phòng. Và tất cả những cái phòng ở đây á, nó đều mang theo cái phong cách năm 1927. Từ cái màu sơn, nhớ nha, từ cái màu sơn cho đến từng cái góc tường hay là cái bathroom luôn, nó đều giữ cái phong cách năm 1927. Chỉ có vài trường hợp nó bắt buộc nó phải thay thế để cho phù hợp với thời điểm hiện tại thì nó phải thay thế thôi. Tuy nhiên cái phong cách thì nó vẫn giữ lại cái phong cách năm 1927. Giờ mình vô phòng. Khách sạn có tất cả là 109 phòng các bạn nha. 109 phòng. Và những cái phòng này rất là nhỏ vì nó mang cái phong cách năm 1927. Thậm chí cái giường rất là nhỏ luôn. Ok. Sau này á, là người ta mới xây thêm 53 cái phòng khác để cho phù hợp với thời điểm hiện tại. Tuy nhiên những cái phòng nào á, mà thuộc về thời xưa á, là những căn phòng bị ma ám. Vị tổng thống thứ 33 của nước Mỹ là Henry Truman, ổng đã đến đây ổng ở, rồi sau đó ổng đến khách sạn M Hotel ổng ở luôn, cũng là một khách sạn ma ám mà mình đã làm cái video các bạn coi cách đây vài tháng trước rồi. Sẽ có một dịp ta sẽ làm về cái ông tổng thống này. Ổng là một người rất có duyên với tâm linh, ổng ở hai khách sạn có ma và căn nhà ổng ở cũng có ma. Đây là cái khách sạn đầu tiên ổng ở bị ma ám, tầng lầu ở dưới. Mình quên chia sẻ với các bạn á, là năm 2004 á, Bothwell Hotel được sáp nhập vào Choice International, cái chuỗi khách sạn lớn nhất nước Mỹ á, chuyên kinh doanh về những khách sạn như là cổ điển hay là có thiết kế độc đáo, đã khẳng định rằng Bothwell là một di tích lịch sử của nước Mỹ, đồng thời có một kiến trúc mà có 102. Tất cả những cái gì các bạn đang thấy ở đây á, là đều quay ngược về thời gian năm 1927. Những đồ đạc, những chi tiết nha, nó đều giữ lại hết. Tuy nhiên có những cái đồ đạc phải thay thế, giống như là cái camera đằng kia hay là cái cửa mà mình phải bấm thẻ vô á, những cái đó bắt buộc nó phải thay thế cho phù hợp với thời gian thì nó phải làm. Nhân viên tiếp tân rất là thân thiện, người dân ở đây cũng không đến nỗi là tệ như tụi mình nói. Nhiều khi người ta làm cho công việc này thì người ta phải đều nở đón khách thôi. Còn chưa biết được những người mình sống ở đây thì sẽ làm khác. Tối nay thì mình sẽ có trải nghiệm. Mình sẽ quay video đi uống bia uống kia luôn, mình trải nghiệm hết. Okay. Đây là cái phòng lưu niệm nè. Okay, thank you. You're not on the camera. Okay. Lên lầu được, lầu được. Lầu trước nha. Thì mình sẽ lên lầu. Đây là vị tổng thống thứ 33 của nước Mỹ nè. Các bạn thấy không? Mình không thể là mình đã xạo nha. Vị tổng thống thứ 33 của nước Mỹ đã đến đây ở rồi, và sau đó ông ở M Hotel luôn, cũng là một khách sạn có ma. Cái phòng nó chỉ như đây nè. Đúng rồi. Phòng ông ở phòng như đây nè. Giờ nó lock lại thấy không? Mình xuống trước lên lầu trước, họ hỏi nó coi. Can we go downstairs? Cái đèn mà các bạn đang thấy á, đây là cái đèn từ năm 1927 cho đến thời điểm hiện tại luôn, họ vẫn còn giữ lại và họ duy trì. Có thể là một vài lý do di tích lịch sử hay là
ta cho phép mình đi lên lầu 2. Ok. Tức là vì một số lý do đặc biệt không xuống đây được đúng không? Ok, lên lầu thôi. Mình lên lầu. Những cái cầu thang các bạn nhìn nè, tất cả mọi thứ luôn đều mang phong cách 1927. Fitness center, wow, rất là đẹp. Đây là một trong những căn phòng nghi ngờ có ma nhé. Điểm trừ khách sạn là cái phòng gym á, nó hơi bị không có thoáng, nó bị ngột. Lầu 3. Lầu này là lầu có nhiều ma này. Không, cái này bình thường anh. Floor 3. Lầu 4. Lên nữa là lên lầu mình luôn á. Ở mấy này nữa? Mấy cái này là lầu bằng cái ống nước. Ừ. Cái ống sáng. Thì nó theo phong cách cổ mà. Lầu 5. Thôi còn lầu nào đâu, lầu nào mà lầu mình ở rồi. Pass luôn. Xuống lầu mình. Hết lầu rồi. Hồi nãy á, lúc tôi đi á, tao cảm giác như ai chụp trên tao vậy. Không, không, nó xạo thiệt luôn á. Nghe cầu thang ấy hả? Ừ, nghĩa là nó hoàng trên mình á, nó cứ nhẹ nhẹ thôi à. Những khi nó buồn, tối nay em biết rồi. Không thêm rồi. Gì vậy? Mày là nó cậy mày số 6. Cậy số 6. Con số 6 là con số 13 là sao? Tốt, mình sẽ đi lên cái lọc số 6. Cái lọc số 6 là cái 5. Mình thầm mềm. Kiếm giá anh hả? Ok mọi người, đây là cái plan của mình nè. Ngay bây giờ ngồi nói chuyện. Tắt em sao đâu. Ok, cái plan của mình như sau. Bây giờ tụi mình sẽ đi kiếm gì ăn, nghỉ ngơi một tí xíu. Sau đó tụi mình sẽ đến hai địa điểm mà những người dân địa phương ở đây họ không muốn đến. Không biết là vì lý do là luật pháp hay là lý do ma quỷ. Thì đến mà tụi mình sẽ tìm hiểu. Và cuối cùng tụi mình sẽ đi bộ trong khách sạn này vào khoảng 12 giờ đêm. Giờ tao hỏi mày vậy nè, này ý kiến thiệt luôn nha, chia sẻ luôn. Okay. Tao với mày sẽ cầm một cái, hai thằng đi hai hướng khác nhau, không đi chung. Hay là mày muốn tụi mình đi chung một cái direction?
hay là tản ra mình đi. Giống như chia tao đi lầu 1 và lầu 3, mình đi lầu 2, lầu 4. Đi riêng vậy đó. Ừ, đi riêng. Tặng. Đi riêng, rồi coi nó như... Có cái điều kỳ lạ xảy ra nha. Cái máy quay phim của mình một lần nữa là 128GB, mà nãy giờ mình quay có 15 phút thôi. Bây giờ nó hết memory full rồi. Thì nếu mà có những cái hiện tượng kỳ lạ là mình sẽ chia sẻ cùng các bạn để chứng minh các bạn thấy mình không nói dốc. Giờ thứ nhất mình phải tắt cái này trước. Đúng không? Như nó bình thường rồi đó. Rồi. Quay mặt nè, thấy nè. Không nói dốc nha. Thấy không? Full đúng không? Nhìn nè. Bây giờ lấy cái này ra. Để coi đàng hoàng luôn. Lấy ra coi 128GB nè. Tháo ra nè. Mày thấy được đúng không? Tự nhiên quay tí xíu rồi cái nó hết memory à. Mà tao reformat trước giờ đi rồi. Vừa nói là mình đi riêng đúng không? Ừ. Vừa nói đi riêng xong tự nhiên nó hết memory luôn. Bựa thiệt chứ. Nhìn nè. Phải sửa lại cái này trước khi đi rồi. Nè, tổng cộng tụi mình quay nè, các bạn thấy nè. Nhìn nè. Làm sao mà xài hết 64GB được. Còn bây giờ memory bị hết rồi. Thì có những cái điều thú vị mình chia sẻ thôi, chứ mình không khẳng định cái này là có một cái thế lực siêu nhiên nha. Làm cái này, cái GoPro nó bị như vậy. Có thể là do cái kỹ thuật. Sau đó mình không biết, thì bây giờ mình phải reformat lại cái này. Nếu có những cái gì mà kỳ lạ sẽ chia sẻ cho mọi người. Xin nhắc lại, tụi mình không có bày trò. Có sao làm vậy thôi. Ok, hẹn gặp lại mọi người tối nay. Ok, đôi khi có nhiều chuyện mà mình không thể giải thích được nha. Nó kỳ lắm, nó lại kết thúc. Và xảy ra lúc mà mình không có quay phim. Thì lát nữa mình sẽ post một cái hình cho các bạn coi trong cái video này. Là cái khách sạn này thường xuyên có tiếng con nít kêu. Và hồi nãy mình vừa nghe tiếng con nít. Mình không biết là con nít, mấy con cái của ai ở trong khách sạn này. Mình nghe hai lần đúng không? Tiếng nít kêu đàng hoàng. Cái này không cái này nó thiệt luôn á. Nếu mà bình thường thì không có gì sợ, nhưng mà kỳ lạ là cái khách sạn này nó luôn là như vậy luôn. Trùng hợp với câu chuyện không quay nữa. Trùng hợp với không quay và trùng hợp với câu chuyện dịch tập trên online, là rất nhiều người ta ở đây ấy, người ta nghe tiếng con nít kêu. Nghe không? Phải đồng góp lắm nghe. Nghe nít kêu không? Xin lỗi nha, chất lượng không được tốt lắm. I don't know man, phải có người ở trong đó. Chắc có người. Nhưng mà không sao, chúng ta còn cơ hội mà. Chúng ta còn cơ hội quay lại vào 12 giờ đêm nay nữa. Gặp lại sau ha.